Vinhome Skylet, khu căn hộ hiện đại tọa lạc ngay trên đường Phạm Hùng, khu vực trung tâm hành chính mới của thủ đô, bao gồm 3 tòa căn hộ đẳng cấp, liền kề khu công viên và hồ điều hòa lớn bậc nhất Hà Nội với diện tích 32 hectare, trong đó có 19 hectare diện tích mặt nước, gấp 1,6 lần diện tích hồ Hoàn Kiếm hiện tại. Tiếp nối thành công với 90% số lượng căn hộ đã có chủ chỉ sau 4 tháng ra mắt, Vinhome Skylet giới thiệu top 4 siêu căn hộ vào phút cuối cùng, đặc biệt dành cho những khách hàng đẳng cấp nhất hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống thượng lưu. Thiết lập tiêu chuẩn mới của những dinh thự ven hồ, biệt thự trên không Sky Villa có thiết kế thông tầng ngự trị tại hai tầng trên cùng của tòa S2 và S3 của dự án, với diện tích từ 265m2 đến 527m2. Tất cả các căn Sky Villa của Vinhome Skylet đều sở hữu tầm nhìn 360 độ không giới hạn, ôm trọn công viên và hồ điều hòa tươi xanh rộng 32 hectare với khung cửa sổ trải dài cao hơn 7m. Các biệt thự giữa tầng không này là sự bứt phá về không gian sống đẳng cấp, vượt chuẩn 5 sao. Penthouse Vinhome Skylet tọa lạc tại hai tầng trên cùng của tòa S2 và S3. Với số lượng chỉ 18 căn trên toàn dự án, các chủ nhân danh giá sẽ khẳng định được đẳng cấp với căn hộ sang trọng, tinh tế bậc nhất Hà Nội. Gia chủ không chỉ sở hữu không gian sống rộng lớn tiện nghi từ 142m2 đến 233m2, mà còn có cả một khoảng trời rộng lớn cùng ban công kính rộng hơn 7m2 để tận hưởng bầu không khí trong lành và tầm nhìn toàn cảnh thành phố, kèm đến cuộc sống hiện đại, thời thượng nhất trung tâm hành chính mới của thủ đô. Shop Office là loại không gian kinh doanh văn phòng, khai thác thương mại, dịch vụ nằm tại hai tầng liên thông 1 và 2 của khối đế 3 tòa căn hộ đẳng cấp S1, S2, S3 với diện tích từ 157m2 đến 383m2 trải trên 2 tầng. Shop Office phù hợp với mọi loại hình, ngành nghề kinh doanh và hứa hẹn thu hút lượng khách hàng lớn xung quanh khu vực trung tâm hành chính mới. 4 tổng cộng phát triển bởi ý tưởng chia không gian 4 phòng ngủ linh hoạt nhưng giá trị sống sang. Các căn hộ 4 tổng cộng được đặc quyền trong giải pháp biến 1 thành 2, phân chia 1 căn 4 phòng ngủ thành 2 căn hộ độc lập 1 và 3 phòng ngủ, hoặc 2 căn 2 phòng ngủ cạnh nhau. Mô hình căn hộ 4 tổng cộng không chỉ phù hợp với các gia đình nhiều thế hệ mà còn là một giải pháp sinh lời tối ưu cho những nhà đầu tư để cho thuê. Khẳng định phong cách sống thượng lưu hơn cả mong đợi, Vinhome Skylet còn đem đến cho những chủ nhân đẳng cấp mọi tiện nghi hiện đại và dịch vụ chu đáo nhất. Sở hữu ngay top 4 siêu căn hộ Vinhome Skylet, nâng tầm giá trị.